cà phê uống tàn hết trơn nha, mà thầy chủ nhà nó đâu rồi? Ê, hê, hê, hê. Hi, xin chào mọi người nha. Thì hôm nay mình sẽ làm cái clip mà dẫn mọi người đi thăm bãi gắn cùng với thầy của mình là Bình Trần Bãi Gắn, với thêm của chú Hòa của kênh là sân bãi gắn Sóc Trăng. Không, xí 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 nói nghe nè, từ đây sao đừng kêu thầy nữa nha. Dạ. Kêu thằng anh em được rồi cho nó thân thiện. Chứ mình cặp cổ rồi đi nó cũng dễ. Chứ thầy rồi vô quá một người mất công lắm á. Kêu thầy cái người quen rồi mấy bạn ơi. Cái gì mình xin bạn anh em đi, anh em cho nó thân mật. Dễ gần gũi chút nha. Mong mọi người thông cảm nha mọi người. Phải rồi, nó vợ nó cũng có hai đứa gái rồi, anh có gia đình, có hai đứa gái. Có gia đình lớn rồi. Lớn ơi. Anh em. Dạ. Rồi đứa con gái lớn 27 tuổi, đứa nhỏ 5 tuổi cưng lắm. Đứa lớn còn cưng ác nữa kìa anh. Đứa lớn còn cưng ác kìa. Rồi đây là nhân vật cái này trong kinh đó nha. Chào mọi người nha. Thì xong hơi mờ á, anh cầm cái được cái góc cái quay cái này. Đó, đây là cái chú Hòa bên Bãi Gắn Sóc Trăng nè mọi người. Còn đây là bà có thầy Bình Trần Bình Bình Trần Bãi Gắn. Chào cả nhà trong kênh của Phát Tội TV nghe. Nhớ ủng hộ anh em mình nghe, đi săn bắt vất vả nha cả nhà. Rồi ủng hộ anh em mình để có thêm động lực nha. Anh là phải đẹp trai hơn nghe rồi. Chưa chắc đâu, ghê giáo đâu, người ta nói anh là giống diễn viên điện ảnh là Hàn Quốc sông dông á. Chơi sông dông hả? Nói là chơi sông dông gì cũng không biết. Em đứng nói gì cảm ơn các bạn cà phê nha. Anh uống nhanh nặng mình lên đường 7 nay. Ý em đi cúng 7 á, đi cúng bài cúng cuốn luôn. Rồi ok, hy vọng là chúng lớn cho các bạn xem nha, có nhiều cái khủng như cả nhà xem nha. Rồi ok, xin chào mọi người nha. Thì bây giờ thì thầy cho ở đây là mọi người sẽ cùng nhau đi thăm bãi gắn nha mọi người, trải nghiệm một bữa coi te tua đi vô rừng te tua luôn. Ông rồi nó gượt rồi. Ok, xin mời mọi người cùng theo dõi nha. Let's go. Chỉ là nhổ cỏ thôi, rồi thuốc mang là nó ít có tốn nữa. Này nó cây the the mấy con sâu nó sợ muốn chết, nó đâu có dám ăn. Thằng này nó sợ dám vô ba hàng, ba cái dính vô khổng lồ á, vô hàng khủng à, ba cái dính con khổng lồ luôn. Qua đi điều đó ăn cái rồi đi xin chào mọi người nha. Đây gắn, đây gắn, đây vừa đi thăm bãi gắn mà giờ gặp nè, gặp gắn nè. Quên chết. Chắc nó chạy quá, nó chạy thôi. Thôi. Bực cái mình nè. Đang nó có đuôi lên vậy mà. Đi thăm bãi gặp gắn lên phơi nắng. Hai cái điện thoại bỏ hai bên tính nhào nó luôn cho lớn luôn rồi đó. Vừa được xuống chạy mất tiêu rồi. Ừ. Thôi đi cái nhà ơi. Hả? Chưa. Đi cái nhà ơi. Xin chào mọi người nha. Thì hôm nay mình sẽ dẫn mọi người đi theo thăm bãi gắn cùng với sư phụ của mình nha mọi người. Thì hôm nay là sư phụ mình có thách đấu với bãi gắn Sóc Trăng. Thì coi ai hôm nay sẽ bẫy được nhiều hơn. Mình có 10 cái mà đấu với 12, 13 cái ghê không? Đó. Thì ai thua sẽ là bao một chầu cà phê nha mọi người. Thăm lên cái này nè. Nãy luôn nhìn trời, nhìn đất kêu quay không kịp quay. Chứ thành phố này lâu lâu có về quê một lần thì trời ơi, nó lo nó nhìn cảnh luôn. Về lâu lâu về quê, cảnh quê đẹp quá mọi người ơi. Còn xa lắm, tắt máy đi. Dạ. Điểm thôi các bạn chửi à. Còn hơi xa nha. Dạ. Đi muốn sạc kháng luôn chứ mà trời đâu á. Phan gần tới chưa, em rút rồi cũng gần mặt lên kia. Dạ. Bây giờ là vô thăm cái bẫy thứ hai nha mọi người. Cái bẫy này là do anh Hay Quy cái sách đặt cho mình nha. Biết ông qua, ông nói là cái bẫy này là chín được hồi dâm dính đó. Cái mời mấy bạn đi là ông còn nhắc lại đó. Dính con đồ chia hai nó chứ ghê chứ. Động đây nè. Đây. Dính chia hai với đại ca nữa đại ca. Cha cha. Sao rồi thầy?
Chú Quốc rồi, anh Hai Quy ơi. Ê, chuột còn sống nghe. Có lý, đỡ tốn 5.000. Rồi, chú Quốc rồi. Cái thứ hai chú Quốc mà chuột còn sống. Rồi nó tha gác cho con này. Ồ, quá làm tổ luôn ha. Ờ, làm tổ, ấm hiểm ha. Vô đây làm ấm hiểm. Rồi, tắt máy đi, mình đi cái tiếp theo. Trời. Đây nè mọi người. Đây là anh Hòa. Anh nói bảy gắn sóc trăng nè. Có không? Đây. Trời ơi, hoài có ta. Vô dính rồi đó. Không dính mà mình buồn quá rồi cả nhà. Bây giờ hai thầy trò mình là chưa vô, chưa có nè. Cái này cái thứ ba nè. Bây giờ cái thứ ba nè. Cái này mình hút ổng lại nè. Hút cái lỗ con gì, cái con gì ấy, con gì ấy. Dạ. Làm giúp mình phải ngồi biệt chứ. Ngồi biệt nhà vô hút luôn à. Ờ, vô hút luôn. Anh qua bên kia phải không? Rồi. Em chặn đầu anh chỗ này rồi. Em sẽ hút anh con này. Đây là cái thứ ba nghe mọi người. Vô đây. Thấy mà sẽ chặn đầu được. Trời. Vô đây. Rồi, lùm bụi không. Bụi chơi gai cả nhà ơi. Lùm bụi không nghe mọi người. Thực khổ lắm nha cả nhà. Đấy. Cả nhà nhớ ủng hộ anh em mình nha. Thực khổ lắm nha mọi người ơi. Đây. Đây, chờ xem nha. Đâu, đố các bạn nằm đâu. Đây, nó nằm ở đây nè. Thấy trang ghê gớm không? Ghê ta. Ngụy trang ghê lắm. Quá dữ. Ngụy trang ghê lắm à. Trời. Nghe té vậy trời. Ôi. Còn luôn. Trời, con chuột nó bự chà má nện. Đang lúa cái nó mập á mọi người. Ờ nó mập. Đẻ được luôn rồi. Cái này là tốn lúa rồi. Rồi kệ còn chuột còn sống là được nha. Đây bảy bá đạo nha. Rồi, bảy bá đạo nha. Đó chui vô, bật xuống, chui vô, bật ghê xuống. Ghê chưa mọi người. Đây có lò xo nha mọi người. Cái bẫy này là của tính bẫy gắn á, nó bán lại cho mình. Ờ. Trời ơi. Dữ dằn chưa? Đó, thấy chưa? Rồi. Quá dữ dằn. Cái bẫy thứ ba. Vẫn đẹp sao. Ôi. Nhà bên te. Bên đó rồi. Vô rồi, vô rồi. Vô để coi nè, để coi nè. Vô chuột cống nhum. Thiệt hả? Cống nhum đâu có tính đâu, ý chuột nhỏ. Chuột bảy của anh đó chứ. Đây là nghe mọi người, đây là cuộc thi đấu giữa sư phụ mình là Bình Trần bảy gắn với anh Hòa là bảy gắn sóc trăng nha. Chưa ai ra chưa có hồi kết đâu nghe. Chưa ra hai cái đấy nha. Chưa phần thắng bại nha mọi người. Đây. Lùm chuối rồi hả? Ừ, chứ lùm chuối không à. Anh còn bài trước thì trời em á, đi theo em luôn. Đi, cái này chơi là giám sát địch luôn à, sư phụ ơi. Để coi rồi, để nó ăn nha. Cái gì? Trời ơi, nó đây có luôn. Chạy qua đây rồi. Qua cái lùm nè, mới vừa qua đây nè. Con gì? Như là hai con lắm, một con chạy qua đây, con ngày qua đó. Gắn hả? Ừ, hai con luôn, bực bộ. Hai con này là nó chuẩn bị giao phối để nó đi nó đẻ đó. Hay đây. Quá ha. Biết hết trơn. Giao phối được không à? Thầy mình là quăng đồ nghề luôn nha mọi người. Giặc bẫy không có mà gặp rắn chạy lại mấy con rồi đó. Xui ghê được chứ. Cái vừa lùi luôn đó. Bởi hai heo. Bởi vậy anh nói với Bình đó là đi với Bình là xui. Xui cực kỳ xui. Nữa. Đổ thừa không à. Đang căng cái luồng ha. Dạ. Chỗ này nguy hiểm lắm mà hôm rồi anh bị địch nó gài mìn ở đây. Rồi bây giờ mình sẽ đứng ở đây chờ kết quả nha mọi người. Đây là anh Bình thăm bên phải và sư phụ mình thăm bên trái. Xem coi kết quả sao nha. Đó, vô. Một con chuột chết. Ghê. Chuối chỗ nào đâu? Gì? Chuối chỗ nào? Chết cha, chuột chết luôn. Em nghe thầy hát em tưởng nó vô kèo rồi chứ. À ngờ con chuột chết là sư phụ mình cũng cười được nữa mọi người. Em ở đây hết cái rồi, em bị lụm cái nó thì phải rồi cho nó đều. Trời ơi. Chỗ nguy hiểm nhất là cái chỗ an toàn nhất. An toàn gì ta cắt cỏ ở đây nè, thấy cỏ mới cắt không? Vậy là mất tích rồi. Mất nhiều một cái rồi. Buồn hiểu luôn. Nó không có mắt mà nó từ tay người này nó sang tay người khác thôi. Còn nguyên đó đó. Nói chung là người ta mượn xài đỏ nha mọi người. Rồi, mai mốt người ta đem lại người ta trả. Trời có vụ án đó nữa. Nào người ta đập chết con chuột, người ta giục bỏ cái lọt. Ừ. Rồi bây giờ là cái tiếp theo của sư phụ mình nha mọi người. Bây giờ còn hết cái này, còn thêm hai cái nữa là đã hết rồi đó. Cái này chiến còi hai lần lập hai thành tích rồi đó. Coi bây giờ coi lập thêm thành tích mới không? Rồi. Sao rồi? Dính con chuột chết, chạch chuột. Bữa nay là ngày thấy không hên rồi đó. Ngày chết chuột không. Rồi, tắt máy đây còn hai cái nữa, hy vọng sẽ hút con khủng khủng cho cả nhà xem nha.
cười hết nổi luôn. Miệng thì cười nhưng mà lòng cái buồn lắm nha mọi người ơi. Rồi đi. Là tới đây là không không nha các bạn. Anh còn cái nữa phải không anh? Anh đây là còn ba cái. Ba cái luôn hả? Còn ba cái mà chết hết con chuột còn hai cái. Rồi. Vậy là Phát ơi, đi theo ông quay luôn đi Phát. Dạ. Yeah. Rồi rồi hồi đó các bạn cuối cùng có dạ. Đưa trong chuồng bò có 17 nha mọi người. Không biết là cách quả sao đây. 2 3. Là, vô hàng á anh ơi. Em ru rồi em ơi. Rồi xong. Chuột con luôn. Bữa nay có con bình theo xui quá. Đổ thừa nó nữa. Vì ở đây mình hết ha, còn cái ha. Đây còn cái nữa, cái cuối cùng nha mọi người. Cái này hôm rồi dính hai em luôn nè, mà không biết đợt này có em nào không. Chống lỏng luôn rồi Phát ơi. Hôm nay trời không đẹp gì chứ. Hôm nay trời không đẹp rồi. Chuột nó lôi ba cái chải gì chúng mày. Trời nó làm ổ. Đây chuột nó làm ổ luôn nha mọi người. Quá, dướng miệng hôm luôn rồi. Dữ vậy đó hả? Trời ơi, này ghê chứ. Lôi quá trời lôi vô. Ngồi đây nè, nó dướng cái hôm chứ mày nè, bởi vì tháo nó ra không ra. Lôi dữ ha. Dễ mùng. Dữ thiệt. Hay giống con này. Rồi xong. Con nào con ấy mập bá thì bá. Thù lù luôn. Ừ. Ăn lúa rất là mập luôn, mập thay. Con này mai mốt chắc nó đẻ ở trong đây luôn. Ăn mập thay mà không biết kêu chuột kêu gì cho anh nha. Coi nghe chờ chờ chờ. Đây là chuột này của sư phụ của mình bảy gắn nha mọi người. Đấy, bắt nè. Rồi. Bằng cây gấp gấp chuột nè. Đây cây gấp chuột á. Có khi nào mày cắn tao một cái mày máu chảy tờ lược me đi. Cắn đâu mà cắn, chuột cắn. Rồi nó bơi tập bơi nè. Đó, thả vô bơi vô giống đây con. Đó. Làm nên chiến tích nghe. Bắt chuột cũng cả một nghệ thuật các anh ha. Đúng rồi. Để thôi nó cắn. Trời nãy anh bắt đó, nó quất anh cái. Tranh thủ thời gian chống mình bỏ chuột cho bạn ơi, còn hai cái nữa là xong, còn ảnh còn một cái nữa. Chuột đây. mình là chuột khổng lồ không các bạn. Chuột này nó siêu to khổng lồ nha mọi người. Siêu to khổng lồ không nha. Bởi vì mình vừa là báo phát. Mình bắt gắn là siêu to khổng lồ luôn. Ừ. Chuột này để hồi mình chia cho ảnh nữa cả nhà, chia cho anh quà nữa, rồi đó, một đống bảy trong đó nữa kìa, chia cho ảnh nữa rồi mình đi thăm nữa nha cả nhà. Mà cả nhà uống nước cho mình ha. Ừ, đúng rồi trời. Cái này là không phải cà phê các bạn, mà là Mỹ Cấp 247. 247 là ngon không? Mời bên Trần làm trước luôn. Đây. Giả bộ thớ nó ngon không cái mời liền cái. Đi nãy giờ cũng khát cổ họng dữ ạ. Cảm giác sao em trai? Đã đi hơn mình cảnh. Ngon. Trời thơm nữa anh. Thơm ha. Có mùi vị Pepsi với cà phê luôn. Có cà phê rất luôn. Rất là tuyệt vời. Cái này là để cho mấy người ta bảy gắn mà mệt mệt ta uống vô là nó khỏe gà lại nha các bạn. Để tôi xỉu giữa đường luôn. Xỉu giữa đường. Mời bạn nha. Quất. Cái túi không chưa có con nào. Mất cỡ. Đây là hai đối thủ với nhau nha mọi người. Đang đấu với nhau mà đang là tỷ số là không đều. Mà tình bạn vẫn còn tốt nha mọi người. Chưa có sức mẻ. Sao ngày hôm nay biết có sức mẻ không nha. Đấy, có chừng nguy hiểm nha. Rồi, tiếp tục lên đưa. Rồi, mời mọi người tiếp tục nha mọi người. Còn bây giờ là anh Bình là còn hai cái, rồi còn anh bà còn một cái. Mà nó hỏi thiệt, nếu mà không có dính con nào đăng lên là các bạn có được cái cười nha. Các bạn chia sẻ nghe mọi người. Các bạn cũng thông cảm nha. Đây là cái điều mình không có muốn, nhưng mà tại vì cái lý do là nó không dính thì cũng nếu mà Phát có đăng lên thì các bạn vì niềm vui, vì những cái thú vị của trải nghiệm trong quá trình đi thăm bẫy nè.
nên cả nhà cũng thông cảm mà xem nha. Dạ. Ok, bây giờ let's go. Đây là cái cuối cùng của anh Hoàng nha mọi người. Thì đây là cái hành trình, đây là cái cuốn bẫy cuối cùng. Đây là cái cuối cùng của anh Hoàng nha mọi người. Thì cái này cũng kết thúc cái hành trình trải nghiệm đi mà thăm bẫy rắn của mình nha. Sao anh? Rồi, chúng lỏng luôn rồi em ơi, chuột chạy ra chạy vô luôn rồi. Rồi, xong luôn. Bệnh nó có dính có gì không cả? Không luôn. Bắt chuột mà cũng thôi, lúa bọng luôn chứ này. Giờ bỏ lúa vô cho nó chuột nó ăn nha mọi người. Hai bịch luôn. Đó, cho nên là con chuột nó trong lòng nó sống rất là lâu, nó không sợ chuột thiếu đồ ăn nó chết. Lương thực cung cấp đầy đủ thôi, chỉ có cái là nó khôn hay không khôn thôi. Biết kêu gắn gít rồi này kia mới được. Ừ. Còn cái chuyện mà thức ăn thì bố tứ. Thì bỏ rất là chuyên nghiệp nha. Vô mày. Chưa đâu gì lộn bên này. Chuột nó khùng quá. Này chuột tơ tơ không. Đúng mày, ba bịch luôn. Khuyến mãi với mày một bịch á. Còn quay không? Dạ còn. Gì vậy hả? Cảnh mất chuột này chắc ở thành phố rồi chứ người ta không thấy ha. Dễ gì. Vùng quê rồi thì. Đó, vậy. Dễ gì thấy được. Trời ơi, nó thúi cỡ đó vậy mà nó không vô. Cái lòng thúi quá, chuột nó chịu vô mọi người ơi. Còn miệng anh ngửi dữ hơn. Miệng anh nó ngửi dữ hơn, nó sợ nó quay đầu vô. Hỏi phát một là chui vô liền. Nó sợ nó chích ngọt á. Chích ngọt á, chích ngọt. Không dám đâu. Dễ gì. Bỏ vô kìa. Quay nó cho biết hớp hớp, nhật con chuột này chảy hớp dữ dằn đó. Cầm lên quay quá quay rồi. Cái này bị phụ thầy nha. Rồi. Đó, chạy tay chỉ nè. Đó, tay chỉ đó. Tay chỉ đó. Nhìn cái gì camera của em. Nặng nặng quá mà không biết cái gì nữa mà nặng nặng á. Trời ơi, vậy mình nói nặng nặng quá. Chết luôn. Chuột chết luôn rồi Phát ơi. Chuột à, chuột chết hả? Chuột chết, con tới sát con chuột luôn. Rồi, xin chào mọi người nha. Thì kết quả thi đấu hôm nay là giữa Bình Trần Bãi Gắn và Bãi Gắn Sóc Trăng. Thì kết quả là hòa nha mọi người. Không không, không có con gắn nào hết. Và hai người đã quánh tù xì đà, và cuộc chiến thắng là thuộc về thầy Bình nha, sư phụ của mình. Và hôm nay là giận hờn hoài mà thì dạ xin giới thiệu mọi người, đây là thêm một thành viên mới, đó là chú Hai Quy nha. Chú Hai Quy của kênh nào chú Hai Quy? Không có kênh mà. Chưa kênh à? Bãi gắn kênh này nè. Đây. Dạ. Cái kênh này nè. Rồi, đói bụng cả nhà ơi. Rồi ba giờ nhà giao cho Phát nha. Dạ. Em cảm ơn thầy. Đây đi chưa nắng à mọi người ơi. Làm cái gì đó bỏ bụng thôi. Thì định vô đây uống cà phê nè, nghỉ ngơi luôn mà bữa nay người ta đóng cửa rồi. Thầy cho. Đẹp quá, nước ngọt. Không đẹp bao, buổi sáng giờ không đi đâu. Đi từ sáng giờ muốn sạc háng luôn chứ trời ơi. Kiếm cái cà phê uống mà không có nữa ghê. Bây giờ vô tới đây đóng cửa giờ thầy trò mình thôi, ngồi ngoài tạm ngồi ngoài xử luôn. 300 con chuột về dọc đường. Rồi mình xin kết thúc clip ở đây nha. Con.
Dạ, mọi người đi xem nó vui vẻ nha. Dạ. Quỷ kia nó đưa cái gọng. Ok, bye bye mọi người nha. Cảm ơn mọi người nhiều nha. Mọi người ơi, biết sao không? Tại vì mình đi cuốn bẫy á nên cái nó đã không có gắn, mình đã quyết định đi cuốn nên các bạn xem không dính gắn các bạn đừng có ném đá mình nghe. Đừng ném đá. Nhậu cái vừa mỏ. Nhậu cái vừa mỏ hả? Rồi, bye bye mọi người nha. Tạm biệt mọi người nha. Hẹn mọi người trong các clip sau nha mọi người. Bye bye. See you, Suzy.